半天，排队半天，开心片刻即送，回头便知，随便说话快乐笑笑，踏进家里一秒开始，能回家就让心花开遍，在你两边，与你每天，家中那些温暖，从来都不倦，全力去做你的完全，让你出发好每一天。Ông lòng lớn, bà ba. Anh Quy à, lâu rồi không hẹn người ta đi ăn. Hôm nay người ta vui lắm. Xin lỗi nha ông lòng lớn, hôm nay phòng full rồi. Nhưng mà không sao, để tôi sắp xếp chỗ cho hai dì ngồi đỡ. Khi nào có phòng lập tức báo với hai dì. Ừ, vậy cũng được. Mời đi bên này. Anh Quy qua đây ngồi nè. Lại đây, lại đây. À đúng rồi, thực đơn trước đó tôi đã đặt, cậu cứ lên cho tôi đi. Dạ, món ngọt vẫn là chè tuyết giáp phải không? Cứ như cũ đi. Anh Quy à, người ta không ăn chè tuyết giáp mà. Vậy lên chè tổ yến cho bà ba đi ha. Dạ, vậy hai dì chờ trong giây lát. Ê, Mia không có rảnh, tôi lại không nhớ gọi tới đổi thực đơn món nữa chứ. À, không sao mà anh Quy, quan trọng là em với anh cùng ăn là được rồi. Sau này có chuyện gì cần tìm em giết thời gian giết trái giết phải giết trước giết sau. Quan trọng nhất là em rất thích cùng ăn với anh. Anh ăn chung với em là được rồi, nè anh uống trà đi. Thật ra tôi không dành ngân hàng đầu tư cho lắm. Giọng nghe quen bao quá nhiêu vậy? Năm qua tôi đều làm quản lý trung tâm thương mại. Vậy sao? Mia đó. Nếu cô có hứng thú tôi có thể dạy cho cô. Lúc ở Canada tôi có gặp bác gái. Bác gái nói lâu rồi cô không bay qua bển thăm bà ta. Có phải bận không? Cũng đúng đó. Lần trước tôi về bển hình như cũng là trước khi tôi đổi công việc vào làm cho Tiếp Long. Anh Huy à, thì ra tối nay cô ta không rảnh dùng bữa với anh là vì có hẹn với người khác lén ăn cơm. Tôi không ngờ bác trai lại đi xuyên đại dương để mời hai chúng ta ăn cơm. Bây giờ hai chúng ta giống như đang coi mắt vậy. Trời ơi, không cần phải tươi cười vậy chứ. Thì ra cô ta dám lén sau lưng anh đi coi mắt với người khác. Thì chúng ta xem như là biết thêm một người bạn mới. Ờ, cô không ngại tôi đường đột hỏi thêm cô một câu chứ. Ờ, thật ra điều kiện của cô tốt vậy, sao cô vẫn chưa có bạn trai? Duyên phận nhiều khi khó nói lắm. Cô ta to gan thật. Cô ta không công nhận anh là bạn trai nghĩa là sao chứ? Nghĩa là không đem anh ra gặp người ta được hay sao? À, em biết rồi. Cô ta muốn bắt cá hai tay đó anh Quy. À, xin lỗi nha. Tôi xin phép đi vệ sinh. Mia. Anh Quy. Mia, cô gan lắm. Cho anh Quy leo cây. Thì ra hẹn người khác ra coi mắt vui vẻ quá ha. Đi theo anh. Nhưng mà anh Quy, bữa cơm chúng ta sao hả? Tự ăn một mình đi. Em nói là không rảnh ăn cơm với anh. Thì ra hẹn người đàn ông đó ra nhà hàng danh nhân coi mắt. Thật ra tụi em cũng đâu phải là coi mắt. Không phải. Những gì nãy giờ hai người nói anh đều nghe thấy hết. Em nói với người ta là em không có bạn trai mà. Thật ra bữa cơm hôm nay là người nhà ở bên Canada sắp xếp cho em. Người đàn ông hồi nãy là cháu của ba em. Người ta tới Hồng Kông làm việc nên em mới phải tiếp đãi người ta thôi. Nhưng mà em có thể từ chối mà. Người nhà em không biết hai đứa mình quen nhau hay sao? Lớn già đầu đi xa công tác, còn gì người tiếp đãi nữa chứ. Thật ra người nhà em vẫn chưa biết hai đứa mình đang quen nhau. Họ cũng ít khi coi tin tức ở bên Hồng Kông, nên cũng không biết chuyện của hai chúng ta. Vậy tại sao em không nói với họ? Tại sao em không nói rõ ràng với người đàn ông lúc nãy? Hay là em thực sự muốn coi mắt với người đàn ông khác đi? Đương nhiên không phải rồi anh Quy. Nè, anh cũng là ba người ta mà. Nếu con gái anh nói với anh là đang quen với một người đàn ông có hai người vợ, thì anh suy nghĩ thế nào? Em không nói với họ và đồng ý ăn bữa cơm hôm nay cũng là vì không muốn họ suy nghĩ nhiều. Em biết là họ luôn lo lắng em, từng tuổi này rồi vẫn còn đơn thân. Ờ, cũng đúng thôi. Anh Quy à, anh yên tâm mà. Em sẽ không có phát triển như người đàn ông hồi nãy đâu. Anh cứ xem như em đi ăn cơm với một người bạn bình thường đi. Nhưng nếu ba mẹ em bắt em phải cưới người đàn ông hồi nãy thì em sẽ làm sao đây? Em sẽ từ chối họ. Em là người phụ nữ của ông Long lớn mà. Trái tim em đương nhiên nằm ở chỗ anh rồi. Rồi, như vậy mà cũng bị ông Long lớn bắt gặp hả? Đúng đó, lại có mặt bà ba nữa chứ. Lần này chắc chắn nhiều thị phi. Nhiều khi như vậy cũng tốt. Hả? Cô nói là tốt sao? Cũng đúng thôi. Nè, cô có thể tạo áp lực cho ông Long lớn. Nói không chừng ông ta chính thức trao danh phận bà Tư cho cô. Nói gì thì nói, sao cô lại hẹn ra nhà hàng danh nhân mà coi mắt người ta như vậy chứ?
Chẳng lẽ cô... Nè, tôi thực sự chỉ là trùng hợp mà. Tôi không nghĩ là tạo áp lực cho ảnh. Thật sao? Ngay cả cô cũng nghĩ tôi như vậy. Chắc chắn anh Quy nghĩ tôi dở thủ đoạn tạo áp lực cho ảnh đó. Ông lòng lớn không nghĩ vậy. Nhưng bà ba chắc chắn nghĩ cô như vậy. Hả? Giờ nhà họ Long từ trên xuống dưới, mỗi ngày ai ai cũng làm chuyện này. Cô không làm thì bị thua thiệt đó. Nè, cô nên... Đi, ông Long lớn. Bạn trai cô đang tới kìa. Chào ông Long lớn. Tôi đi làm việc trước nha, bye bye. Bye bye. Mia, lát hồi em có rảnh hay không? Có chuyện gì hả? Anh muốn dẫn em đi đến một nơi. Anh rể. Khí Si. Anh Huy, em dẫn em tới đây làm gì vậy? Nè, qua đây coi cái đã. Nè, đây là căn hộ cao cấp kiểu truyền thống, giao thông thuận lợi, yên tĩnh mà đông dân mà yên tĩnh. Còn là mạng lưới trường học danh tiếng, cô qua đây coi đi. Nè, chỗ này tuy là không có lớn cho lắm, nhưng mà ít ra thì cũng sáng sủa đó. Còn nữa, toàn bộ tân trang hết rồi, nguyên liệu cao cấp, có phong cách riêng đó, tuyệt đối thích hợp với những người phụ nữ hiện đại và có đẳng cấp giống như cô. Sao hả? Em có thích chỗ này hay không? Nếu thích thì lát hồi ký tên, ở đây sẽ thuộc về em. Sao vậy hả? Em không thích chỗ này hay là vui quá hả? Anh Huy, sao lại tặng căn hộ cho em vậy? Anh biết thời gian qua có lẽ đã thiệt thòi cho em. Quen với anh cũng không dám nói cho người nhà biết. Thật ra em không phải có ý đó. Anh hiểu mà. Anh cũng muốn em biết rằng anh đã xem em như một thành viên của nhà họ Long. Cũng giống như Cầm và Nga vậy. Danh phận chính thức thì anh không cho em được. Em hiểu mà. Danh phận bà Long là một sự tôn trọng mà anh Huy dành cho người vợ quá cố. Em hiểu được là tốt rồi. Nhưng ít ra anh đối xử bình đẳng cho em một nơi thuộc về em. Anh Huy. Nè, ngồi xuống đi. Đây, nè, số đó căn hộ tôi chuẩn bị rồi. Chỉ cần cô đặt bút ký vào đây, căn hộ này sẽ thuộc về cô. Có lẽ là ba mẹ của em vẫn còn chưa chấp nhận được. Nhưng mà anh muốn kiếm ngày nào đó cùng với em bay qua Canada. Em cũng lâu chưa về bển rồi đúng không? Anh rể. Mia, chỉ cần em đeo chiếc nhẫn này, từ nay về sau em sẽ là bà tôi của Long Cẩm Quy này. Cảm ơn anh Quy. Phụng thiên thừa giận, hoàng đế chiếu giết, nay phong Mỹ Na quý nhân là tứ quý phi, ban cho cung điện Gatori lẫn nhẫn kim cương 5 carat thăm thử. Tạ chủ Long ơn. Cung hỷ quý phi nương nương. Từ nay chúng ta là tỷ muội rồi, hai vị tỷ tỷ. Muội xếp hạng tư thôi, hai tỷ suốt đời được xếp trên muội. Nào quý phi à, hiếm lắm mới được quy ca hoàng thượng đối xử tốt với muội. Từ nay muội cũng phải chiếu cố vị tỷ tỷ này nha. Đẹp không? Dạ đẹp. Cung hỷ nào quý phi, từ nay chúng ta là người một nhà rồi. Đa tạ lực dương a ca. Cung hỷ nha na phi. Thật không ngờ phụ hoàng lại phong cô làm quý phi đó. Rốt cuộc ta đã tới ngày hôm nay. Nguyện vọng ta đã ước vào sinh thần 40. Cuối cùng hôm nay đã được toại nguyện rồi. Mia. Yeah. Công ty có cần tiết kiệm tới vậy không đi? Tiệc khai xuân cũng tổ chức ở cà phê mối tình đầu thì nữa. Đó, không tăng lương thì thôi đi. Tiệc này rõ ràng phải tổ chức ở nhà hàng. Bây giờ lại tiết kiệm tới như vậy. Không phải nha, tay nghề chú gia và đầu bếp ở đây cũng được lắm đó. Nấu ăn ngon quá. Chứ gì nữa, có ăn thì ăn đi. Công ty làm ăn lợi ích, không sa thải nhân viên là may rồi. Thấy chú ngoan không? Chỉ biết ăn mà không lên tiếng gì. Xem anh kìa. Công ty trùm soạn vậy không ăn nhiều là có lỗi với bản thân mình đó. Mia, ăn thêm bào ngư đi nè. Ăn nhiều đi. Nè, bàn của chủ nhà thực đơn hình như ngon hơn của bên mình nhiều đó nghe. Đã nói là bàn của chủ nhà rồi. Công nhận món ăn ngon hơn, mà người cũng ngày càng nhiều hơn. Năm ngoái cậu nói với tôi đâu có ai ngờ chị Ma lại ngồi chỗ này đâu chứ. Vậy có được xem là cô ta đã chính thức trở thành bà tư hay không ha? Còn phải hỏi nữa sao, từ khi bà ba gia nhập Long gia tới giờ chưa có người phụ nữ nào ngồi được bàn đó. Bây giờ Mia đang đứng đầu danh sách bảng xếp hạng những người thừa kế tiếp Long.
đứng đầu nhanh vậy sao? Nếu sanh thêm đứa con thì leo lên bàn thờ luôn rồi. Này chưa có con mà, không chừng bảng xếp hạng có thay đổi thì sao? Vậy thì khó nói lắm nha. Cô ta làm được bà Tư thì phải chấp nhận sanh con rồi. Không thì sao tranh gia tài hả? Vậy cũng phải. Chúng ta đi mời rượu đi. Mia, qua đây nè. Trong năm qua mọi người cực khổ rồi, cùng đồng hành với công ty. Hy vọng trong năm mới mọi người tiếp tục nỗ lực nhiều hơn. Mọi người cạn ly nè. Nhìn là biết ai đang thất thế, ai đang được sủng ái rồi. Tình mới lúc nào cũng tốt hơn tình cũ mà. Vậy cũng phải. Người phụ nữ này thật là không đơn giản. Ngẫu nữ đi. Hai mươi mấy năm nay anh Huy chưa hề dẫn ai về Nhỏ Long cả. Cô ta đã hơn 40 tuổi rồi mà lại được làm bà Tư. Rõ ràng cô ta đúng là cao tay. Hôm trước cô ta hẹn người đàn ông khác ở nhà hàng danh nhân, rõ ràng đóng kịch cho anh Huy xem mà. Để anh Huy chỉ áp lực giữa đám đông mà ép ảnh cho cô ta một danh phận đó. Người phụ nữ này thật là cung tâm kế. Nếu sau này cô ta sinh cho ba đứa con thì mình không còn chỗ đứng nữa. Hi, cô ta cũng đã 40 mấy tuổi rồi, bộ còn có thể đẻ được sao chứ? Mọi người cạn ly. Cạn ly. Mời ông. Cạn ly. Ông lòng lớn. Cạn ly, bộ phận bảo an cực khổ rồi. Trong năm tới đây sự an toàn của toàn bộ Tiếp Long trông cậy vào mấy cậu. Cạn ly. Ông lòng lớn. Bộ phận lâu công. Cạn ly, cạn ly. Cạn ly, cạn ly. Cạn ly. Cực khổ rồi. Cạn ly. Cạn ly. Cạn ly. Chúc mừng chị Ma cuối cùng cũng được toại nguyện. Chúc mừng nha. Em nữa, chúc mừng chị Ma. Cảm ơn năm người đẹp. Ôi chị Ma, căn hộ của chị đúng là vừa rộng vừa đẹp đó. Chị Ma thì sướng rồi, nhận được món quà lớn như vậy luôn. Ông Long Lớn đúng là thương cổ đó. Đúng là ông Long Lớn đối xử với tôi cũng tốt lắm. Nhìn thấy chị bây giờ, em biết được chị rất kiên trì đến cùng, nhất định sẽ đâm qua kết trái, gặt hái được hạnh phúc. Chị Ma, thật sự em cảm ơn chị đã tiêm liều thuốc kiên cường vào trái tim em đó. Tôi cũng chúc cô hạnh phúc. Cảm ơn. Xem chút nữa là quên rồi. Nè, không phải chứ Rebecca, cô tự chuẩn bị trước quà tân gia cũng không nói một tiếng. Kỳ cục quá, chị em mình cùng góp chứ. Phải đó. Không phải là quà tân gia đâu. Là gì hả? La bàn. Lúc nãy em vừa giúp chị dò hết nơi này. Xem qua thì nè, chỗ này của chị thì ra là vị trí đào qua, giúp ích cho mối quan hệ của chị và ông Lâm Lớn. Từ khi nào cô biết xem phong thủy vậy hả? Tức là phát triển sau này của tôi và Trần Mạc Sắc. Cái gì giúp ích cho tôi thì học, cũng đâu có gì xấu. Vậy cô còn xem được cái gì hả? Nè, cửa sổ này có vấn đề. Vấn đề gì chứ, cũng thông thoáng mà. Nhưng khổ nổi nhìn thấy tấm kiến phạt kia của căn chung cư đối diện đó, có sát khí. Cho nên em cũng đã chuẩn bị cho chị thủy tinh đặt cạnh cửa sổ. Còn nữa, còn thêm cái này nữa, hồng phấn thủy tinh thất trận. Cho nên có sát đỡ sát, sẽ giúp cho địa vị bà Tư của chị đứng vững như núi Thái Sơn. Mấy cái thủy tinh quê như vậy sao hợp với thiết kế ở đây chứ? Thì thiết kế là phụ, giữ được trái tim ông Long Lớn mới là chính. Còn nữa. Còn nữa. Trời. Cái này chị nhất định phải cần nam, đến nam nữ, sanh trai gái thanh cung đồ 2020. Đồi trụy đó, đem về nhà cô treo đi. Chị Ma, chị cầm lấy. Coi thời gian mà ân ái với ông Long Lớn, chị có thể đẻ thằng cu cho nhà họ Long rồi. Bộ sinh con cũng cần xem thời gian biểu sao? Đương nhiên cần rồi. Giờ chị Ma cũng xem như là gả vào hào môn rồi. Nhất định phải dở tí thủ đoạn mới có thể giữ được đàn ông chứ. Thật ra tôi thấy chỉ cần ông Long Lớn thương tôi thật lòng là tôi đã thấy đủ rồi. Nếu phải cần nhiều công sức mới giữ được người đàn ông thì không còn ý nghĩa gì nữa. Lời nói của chị phải bỏ rồi đó. Cũng giống như đánh mặt trượt, thắng là thắng, thua là thua, đâu cần biết là chị chơi ăn gian hay là chiếu chết đối thủ. Hello Mia. Bà ba. Ghét quá đi, gọi người ta là bà ba, gọi người ta là chị hay là Sandy cũng được. Tan ca rồi hả? Dạ đúng. Một lát có hẹn với ai không nè? Không có. Không thì tốt rồi, đi ăn cơm với chị ha. Ăn cơm hả? Em không cần từ chối chị cố tình tới rước em tan ca đó. Dù gì chúng ta cũng là người một nhà, em từ chối chị đau lòng lắm. Vậy cũng được. Vậy mau đi thôi, đi, nhanh. Anh Huy. Sao mà trễ dữ vậy? Xin lỗi đi, nha đi. Nãy em rước Mia tan ca kẹt xe quá trời á. Thì ra giờ tan ca đông xe quá trời hả?
Thì ra chị cũng có hẹn với anh Huy hả? Đúng rồi, chị nói với anh Huy là có hẹn em ra ăn cơm, cho nên sáng gọi anh tới luôn, em không ngại chứ hả? Em không ngại. Hôm nay chị đi shopping, có mua được món đồ thích hợp với em lắm. Em nhìn xem có Tết không? Tặng cho em hả? Ừ. Nhưng mà món quà giá trị như vậy sao em dám nhận? Cũng đâu phải ngày lễ gì trọng đại đâu mà tự nhiên tặng quà cho Mia chi vậy hả? Trời ơi, anh Huy không thể nói vậy được. Dù gì Mia cũng mới gia nhập Long Gia chúng ta, em mang tiếng làm chị. Đương nhiên phải mua gì đó chứ. Chúc mừng em ấy, nhận đi mà. Vậy được rồi, em nhận vậy. Cảm ơn bà ba. Nè. Cảm ơn xin đi. Tốt rồi, tốt rồi. Chị em tốt, em nhận nó chị vui rồi. Hai người từ khi nào mà thân thiết tới vậy hả? Thì tụi em dù gì cũng là người một nhà. Chị em tụi em yêu thương hòa hợp, anh có phải vui lắm không hả? Thật sự là vậy thì càng tốt. Anh à, chúng mình hợp duyên như vậy, sau này ba đứa mình thường xuyên hẹn ra ngoài ăn cơm có được không hả? Dạ được. Alo Cầm hả, có chuyện gì? Muốn tới chỗ của bà hả? Bà không khỏe hay sao? Hả? Bộ chỉ bệnh rồi hả? Phải rồi. À không, giờ tôi đang cùng Nga và Mia ăn cơm ở nhà hàng Danh Nhân thôi mà. Bà cũng qua nữa hả? Nè, anh Huy à, em sực nhớ ra là hôm nay em nhìn thấy chị ở cà phê mối tình đầu ăn hết 2 cái bánh phô mát, chắc là không tiêu rồi. Để em nghe, để em nghe. Alo chị hả? Chị ăn không tiêu kiếm anh Huy vô dụng thôi. Hay là vậy đi, em cho người pha trà tiêu thực cho chị uống, ra tới tận nhà chị nha. Chị không cần tới đâu, vậy thôi ha. Bye bye. Mình gọi món nha. Wow, đã quá. Chị kiếm em tới đây giết thời gian không sao, nhưng mà xem ra chị nên cẩn thận thì hơn. Cẩn thận gì hả? Chị làm bà tư nhà họ Long chưa được bao lâu thì ông Long lớn đã có thời gian ở bên chị. Thông thường đàn ông cưới phụ nữ về nhà chỉ là để làm cảnh thôi. Em chỉ nói trong số trường hợp có thể xảy ra thôi. Hoặc là lần trước em giúp chị để cái trần thủy tinh không đủ mạnh, cho nên á, lần này em có đem cái này, thủy tinh tím mạnh hơn nữa cho chị nè, để cho mối quan hệ của chị và ông Long lớn ngày càng gắn bó keo sơn. Nhìn có vẻ lợi hại lắm. Đương nha. Nhiên. Chị xem lớn không nè, nặng quá. Thật ra cuối tuần này tụi chị sẽ bay qua Paris. Anh ấy đã đặt nhà hàng có món Michelin của Pháp mà chị muốn ăn lâu lắm rồi. Phải đặt trước 2 tháng trời đó. Ông Long lớn cũng đối xử tốt với chị, thường bay đây đó với chị để ăn đồ ngon. Nhưng mà lập thêm cái trận cũng không sao, để ông Long lớn đối xử tốt với chị hơn nữa. Vậy nếu cái trận thủy tinh thực sự có tác dụng, bà hai bà ba cũng đâu cần từ bỏ cái tôi mà kiếm chị, chỉ để có cái cớ gặp ông Long lớn đâu chứ. Họ không tội nghiệp thì sẽ tới lượt chị tội nghiệp đó. Đàn ông thì chỉ có một, chị nghĩ đi. Họ mà chiếm được ông Long lớn thì nghĩa là chị không có phận. Anh Huy, em đang ngồi chơi với Rebecca rồi. À đúng rồi, cuối tuần này bên Paris sẽ lạnh lắm đó. Anh nhớ đem theo áo ấm nha. À, vậy hả? À, vậy thôi không sao đâu. Công việc quan trọng mà. Lần sau ăn vậy. À, bye bye. Sao vậy hả? Là cho chị leo cây hả? Anh nói phải đến Italy để gặp khách hàng. Sao lại như vậy chứ? Anh nói sẽ cố gắng thay đổi thời gian gặp khách hàng. Thôi kệ đi, kệ anh đi. Tụi mình tiếp tục ăn. Chào buổi sáng, cậu Hào. Chào buổi sáng. Làm ơn cho một phần combo A mang đi. À được, có liền. Chị má, chị nói là 2 ngày nữa bay qua Paris ăn món Michelin mà. Sao chị còn ngồi đây? Chị bay qua bên đó cần tới 10 mấy tiếng đồng hồ mà. Anh Huy kêu chị đợi điện thoại của ảnh đó. Hôm nay mà chị không bay là không kịp đâu đó. Khổ nổi gấp quá, em không lấy phép nghỉ được, chứ không là nhất định đi ăn với chị. Ừ, không sao mà. Anh Huy đó. Alo, anh Huy. Có phải anh xong xuôi hết công việc ở bển rồi không? À, không sao đâu, công việc quan trọng hơn. Vậy lần sau ăn vậy, ha? À, bye bye. À, anh Huy không rảnh đi với tôi. Cô sao vậy? Chị xem xong đừng nổi nóng nha. Thật ra con người ông Long lớn lúc nào mà chả vậy, cứ kiếm cái cớ nói dối chị không à. Anh Huy với người phụ nữ khác ở Paris.
Thật ra một mình đi ăn cũng được mà. Dù gì cũng đã lấy phép nghỉ rồi. Anh Huy à, khó khăn lắm mới đặt được nhà hàng Michelin. Em thật sự rất muốn ăn đó. Em đã lấy phép năm, giấy máy bay cũng mua rồi, nên em quyết định tự mình bay qua bển ăn. Anh không cần lo cho em nha. À, còn có mấy tiếng thôi, thu dọn hành lý đã. Messi. Anh Huy. May là anh tới kịp. Ủa, anh không phải họp sao? Phải đó. Nhưng biết em rất muốn ăn món này nên bay gấp qua đây ăn với em. Ăn xong phải quay về bến. Thật ra anh không cần phải bay qua bay lại đâu. Em cũng sợ anh sẽ mệt mỏi đó. Chỉ có em là biết tâm lý hiểu chuyện nhất, dịu dàng nhất. Thank you. Rõ ràng cô biết là anh Huy không phải họp với khách hàng, mà là ở bên cạnh người phụ nữ khác. Tại sao cô còn giả vờ như không có chuyện gì vậy hả? Tại sao cô biết rõ ràng anh ấy đang ở Paris? Anh ấy tới ăn cơm với cô thì cô lại vui. Cô muốn ăn món này thôi mà, một mình bay qua đây ăn cũng được, không cần nhắn tin cho anh ấy biết làm gì. Chẳng lẽ mình thật sự phải trở thành giống như bà hai và bà ba, phải dở thủ đoạn mới giữ người đàn ông ở bên cạnh mình?